Xin chào Nguyễn Thị Thanh Trang. Chào mừng tất cả các bạn đến với livestream ngày hôm nay. Hôm nay thì Hải Linh sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề livestream hết sức đặc biệt, đó là phương pháp gia tăng doanh số. Và xin mời tất cả những bạn nào đang kinh doanh online hãy vào nghe livestream này. Hãy chia sẻ livestream này về tường để lan tỏa giá trị, và bản thân các bạn sẽ nhận được rất nhiều điều mà các bạn sẽ cảm thấy rằng là trong cái bài học ngày hôm nay các bạn sẽ biết việc trao đi giá trị giúp cho các bạn trở nên ý nghĩa như thế nào. Xin chào Hồng Hà, rất vui mừng được chào đón các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Livestream này là một livestream khá là đặc biệt, và Hải Linh sẽ chia sẻ với các bạn những điều ý nghĩa hết sức là quan trọng trong livestream này. Nó sẽ giúp cho các bạn khai mở những tư duy về kinh doanh online, và sẽ giúp cho bạn thực sự là một người bán hàng online chuyên nghiệp hơn, với cái kết quả kinh doanh gặt hái được nhiều thành công hơn. Xin chào Mỹ Ngân. Xin chào Thương Thiên Đoàn. Xin chào tất cả các bạn đang xem livestream. Ngày hôm nay Hải Linh muốn chia sẻ và lan tỏa giá trị này. Các bạn hãy giúp cho Hải Linh, ạ, đạt được mức xem 70 người đang xem livestream này được không ạ? Hãy chia sẻ cái livestream này về tường. Hãy lan tỏa giá trị cho tất cả những người bán hàng online, là bạn bè của các bạn, đúng không ạ? Là người thân của các bạn đang kinh doanh online, để họ có thể nghe được cái nội dung kiến thức này, để giúp cho các bạn bán hàng online thực sự là một người bán hàng online chuyên nghiệp hơn, sẽ có những kết quả đạt được thật là tuyệt vời hơn trong tháng 6 này. Rất vui mừng chào đón các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay. Các bạn nghe tiếng nhạc có lớn quá không? Có đủ để nghe không ạ? Có đủ để đem lại cho các bạn sự hào hứng trong buổi livestream ngày hôm nay không ạ? Cảm ơn tất cả các bạn, đang xem livestream này. Thực sự thì ngày hôm nay Hải Linh đang mặc một chiếc áo của Zila Việt Nam. Một chiếc áo mà có lẽ rằng với các khóa học nó đã trở nên quá là quen thuộc, và nó đem lại niềm tự hào cho những bạn đang là thành viên của Zila Việt Nam, là đại lý, tổng đại lý. Và Hải Linh đang giữ chức vụ vai trò giám đốc Zila Việt Nam tại chi nhánh Quảng Ninh. Khi mình mặc chiếc áo này, mình muốn thực sự đem lại những giá trị rất là tốt đẹp đến tới cộng đồng những người kinh doanh online, muốn giúp đỡ và hỗ trợ thật nhiều hơn nữa tất cả những bạn đang kinh doanh online, để các bạn có kiến thức, có kỹ năng, để các bạn vững tin hơn trong cái quá trình kinh doanh online của mình, và thực sự coi việc kinh doanh online là một công việc hết sức là ý nghĩa. Bạn đã góp phần đem lại giá trị của mình đến với cộng đồng này. Các bạn có đồng ý không ạ? Cảm ơn Mỹ Ngân. Đúng, đây là chiếc áo huyền thoại trong Zila Việt Nam, và nó sẽ còn lan tỏa nhiều hơn nữa, và Zila Việt Nam sẽ là tỏa sáng toàn cầu. Các bạn mà xem livestream của Hải Linh ngày hôm nay, những bạn nào mà đang kinh doanh online mà các bạn lần đầu nghe livestream này, các bạn có thể comment số 1 xuống để Hải Linh có thể nhìn thấy các bạn, đúng không ạ? Còn những bạn nào mà đã từng nghe livestream của Hải Linh từ 2 livestream trở lên thì các bạn hãy comment số 2, có đồng ý không ạ? Rất là vui được gặp bạn trên livestream này. Thực sự thì những bạn nào mà đã từng theo dõi những Facebook của Hải Ninh, đã từng là khách hàng của Hải Ninh thì đều đã đón nhận được cái sự hỗ trợ và giúp đỡ rất là nhiệt tình từ phía mình. Và mình muốn xuất hiện trên livestream nhiều hơn nữa để giúp đỡ cho các bạn lan tỏa cái giá trị. Và thực sự với những cái kiến thức của mình muốn truyền đạt rất là nhiều bạn đang bán hàng online hơn nữa, để giúp cho cuộc sống của các bạn trở nên dễ dàng hơn, có thu nhập tốt hơn từ việc kinh doanh online. Bởi vì các bạn có nhận ra không ạ? Những người đang kinh doanh online ở trên Facebook thì hầu hết là những mẹ bỉm sữa. Và phần đông số lượng những người là mẹ bỉm sữa đang chiếm phần lớn trong số những người đang kinh doanh online. Các bạn có đồng ý cái điều mà Hải Ninh vừa đưa ra không ạ? Và bản thân chúng ta, bản thân Hải Ninh cũng là những mẹ bỉm sữa. Và mình cũng đã khởi nghiệp từ việc kinh doanh online khi mà trong cái thời gian là đang chăm con ở nhà. Và mình biết đến cái công việc kinh doanh online này và mình nhận ra đó là một điều hết sức là tuyệt vời. Xin chào Mỹ Ngân, cảm ơn em. Chúng ta hầu hết là những bà mẹ bỉm sữa đang kinh doanh online,
Và mong muốn là gì ạ? Mong muốn là mình có thể có thêm doanh thu, thu nhập để trang trải cuộc sống và lo gì ạ? Cho các con có điều kiện tốt nhất. Đúng ạ? Điều kiện tốt nhất. Và đó là những cái điều hết sức là tuyệt vời. Và chúc mừng cho tất cả những bạn đã tham gia vào thị trường kinh doanh online, bởi các bạn đang biết nắm bắt gì ạ? Những cái cơ hội thực sự, những cái xu hướng, và đó là một cái sự bùng nổ trong quá trình kinh doanh online trong năm trở lại đây. Và đặc biệt là trong năm 2019 là một năm ạ bùng nổ mạnh mẽ về cái việc kinh doanh online này. Và Hải Linh muốn giúp cho các bạn gì ạ? Nhìn nhận được cái cơ hội cũng như là cái sự thay đổi của Facebook, và giúp cho các bạn hiểu là chúng ta cần phải làm sao để gia tăng được doanh thu của mình. Phương pháp đó là gì? Hải Linh sẽ chia sẻ cho các bạn trong cái buổi livestream ngày hôm nay ở đây. Các bạn có thực sự sẵn sàng muốn nghe Hải Linh chia sẻ những cái nội dung hết sức là tuyệt vời này không ạ? Cảm ơn Mỹ Ngân nhé. Cảm ơn em. Thế thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chút trước khi mà mình thực sự giúp cho các bạn hiểu rõ là để mà tăng được doanh thu trong quá trình kinh doanh online, các bạn phải có bí quyết là gì. Và các bạn phải nghe hết cái livestream này để gì ạ? Lĩnh hội tất cả những kiến thức thật sự ẩn chứa sâu bên trong của tất cả những người kinh doanh online thành công. Đó là bí quyết gì? Các bạn có hiểu điều này nó quan trọng như thế nào không ạ? Xin chào Đoàn Linh Sương. Xin chào Vũ Hà Thi nhá. Chào em. Tất cả các bạn đang xem livestream ở đây thì xin mời các bạn hãy comment xuống bên dưới để cho Hải Linh có thể nhìn thấy các bạn. Và mỗi một comment của các bạn sẽ góp phần rất là lớn trong sự thành công của livestream này, cũng như là các bạn chia sẻ cái livestream này về tường để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Biết đâu đấy bạn bè của bạn, biết đâu đấy người thân của bạn, khi mà họ xem được cái livestream mà do chính bạn chia sẻ, họ gì ạ? Họ biết ơn bạn đã gì ạ? Góp phần giúp cho họ có thêm kiến thức để kinh doanh online, và điều đó thực sự là tuyệt vời. Xin chào Phạm Văn Hùng. Xin chào Huỳnh Như. Tất cả các bạn là đại lý, tổng đại lý khách hàng, tất cả những bạn nào là đang kinh doanh online, các bạn hãy vào nghe livestream này. Bởi vì livestream này nó sẽ có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, và Hải Linh sẽ bật mí cho các bạn bí mật thật sự để các bạn có thể gia tăng được doanh thu trong quá trình kinh doanh online đó là gì. Các bạn có sẵn sàng để mà Hải Linh chia sẻ cho các bạn nghe những bí quyết này không ạ? Các bạn đã sẵn sàng không ạ? Rất là vui khi được gặp các bạn trên livestream này. Những bạn nào mà đã theo dõi nick Facebook của Hải Ninh này, hay là những bạn nào mà đã biết Hải Ninh qua YouTube này, thì các bạn đều biết rằng là với những cái livestream Hải Ninh chia sẻ cho các bạn là những livestream vô cùng giá trị. Bởi vì trong mỗi một livestream đều có những cái thông điệp để giúp cho các bạn tiếp cận được khách hàng tiềm năng, để giúp cho bạn hiểu được cơ hội thực sự kinh doanh online là gì. Và các bạn biết đâu là cái hướng đi cho mình trong quá trình kinh doanh online. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Thế thì như các bạn đã biết là là cái công việc kinh doanh online đang diễn ra là một xu thế bùng nổ một cách mạnh mẽ, đúng không ạ? Và trong những năm trở lại đây, thì đặc biệt trong năm 2019, tất cả những người dù là giám đốc, đúng không ạ, dù là trưởng phòng của các công ty lớn nhỏ đều bắt đầu quan tâm vào Facebook, với những thị trường tiềm năng, khách hàng tiềm năng trên Facebook. Đó là một điều hết sức là tuyệt vời. Nhưng mà bản thân chúng ta là những người kinh doanh online, các bạn đã bắt đầu quá trình kinh doanh online ở trên Facebook, có nghĩa là các bạn đã có những cái sự nhận định rất là tuyệt vời. Các bạn đã biết nắm bắt cái cơ hội này, đúng không ạ? Đây là một trào lưu vô cùng mạnh mẽ đang diễn ra, là một xu thế bùng nổ. Và việc kinh doanh online này có rất nhiều người đã tham gia, đã đầu tư rất nhiều tiền, đúng không ạ? Đã đầu tư rất là nhiều tiền. Có bạn, đúng không ạ, bắt đầu việc kinh doanh online là cộng tác viên. Có bạn bắt đầu kinh doanh online đầu tư 5-10 triệu. Nhưng các bạn có hiểu rằng ạ, là trong cái công cuộc kinh doanh online, có những người đã đầu tư 50 triệu, 80 triệu, thậm chí hàng trăm triệu khi họ bắt đầu tham gia vào thị trường kinh doanh online trên Facebook. Và cái điều đã chúng ta cần phải nhận định ở đây là họ sẵn sàng đầu tư số tiền rất lớn đó để tham gia vào thị trường kinh doanh online Facebook với một cái tâm thế là một người mới bắt đầu.
là một người mới bắt đầu, đúng không ạ? Là một người mới bắt đầu, họ có thể bán đi rất là nhiều tài sản, họ đầu tư kinh doanh online. Tuy nhiên, việc thành công trên kinh doanh online có phải là chỉ dành cho những người đầu tư lớn hay không? Các bạn hãy giúp Hải Ninh tương tác thật nhiều trên livestream này và hãy trả lời cho những câu hỏi mà Hải Ninh đưa ra để các bạn gì ạ? Hãy tư duy nhiều hơn nữa. Có phải là những người mà đầu tư tham gia vào quá trình kinh doanh online, họ cứ đầu tư nhiều tiền thì thành công càng lớn không ạ? Có phải không ạ? Các bạn hãy giúp Hải Ninh trả lời câu hỏi này ạ. Có phải điều này là đúng không ạ? Có rất nhiều người tham gia vào thị trường kinh doanh online, họ đầu tư lớn nhỏ cái khoản tiền để gì ạ? Tham gia vào thị trường kinh doanh online. Nhưng có phải cứ đầu tư càng lớn mà thành công càng lớn hay không ạ? Chúng ta thấy là hiện tại có những người đã thành công trong quá trình kinh doanh online, nhưng có những người làm sao ạ? Chưa thành công đúng không ạ? Chưa thành công. Vậy thì chúng ta đều biết là những cái xu hướng về kinh doanh online, và chúng ta hiểu cái xu hướng đó và chúng ta tham gia vào thị trường, đúng không ạ? Chúng ta tham gia vào thị trường kinh doanh online. Chúng ta tham gia vào thị trường kinh doanh online. Nhưng không phải là ai cũng đạt được kết quả như mong đợi. Các bạn có hiểu không ạ? Không phải ai cũng đạt được kết quả như mình mong đợi. Dù có đầu tư hàng trăm triệu cũng không đạt được kết quả như mình mong đợi, đúng không ạ? Không phải ai cũng đạt được. Tức là có người thì thành công nhưng có người thì không. Nhưng các bạn có gì ạ? Có thực sự là sốc không khi mà cái kết quả thực sự là gì ạ? Là phần lớn trong số đó họ đều không thành công. Phần lớn trong số đó là họ đều không thành công khi họ bắt đầu tham gia vào thị trường kinh doanh online. Còn số lượng người thành công thực sự lại rất là ít. Nó luôn có một cái tỷ lệ, đúng không ạ? Nó luôn có một cái tỷ lệ rất là rõ ràng. Có những bạn thì nghĩ rằng là gì ạ? Tôi đầu tư hàng trăm triệu đồng vào việc kinh doanh online thì tôi nghĩ là kết quả tôi thu lại nó gì ạ? Nó sẽ thực sự là xứng đáng. Nhưng rất tiếc, không hẳn thì kết quả nó đem lại như những gì bạn mong muốn. Thậm chí có những bạn gì ạ? Chỉ kinh doanh online, khởi nghiệp với số vốn có 5 triệu đồng. Ví dụ, đó là những công việc có thể là những bạn đang là đại lý của Zila Việt Nam, đúng không ạ? Đã cùng Hải Ninh khởi nghiệp với số vốn chỉ có 5 triệu. Nhưng có rất nhiều người đã cười với cái số tiền đó. Đầu tư 5 triệu mà gì ạ? Mà kinh doanh online thành công được thì những người như chúng tôi 50-100 triệu thì chắc phải còn thành công hơn nữa. Cái việc mà khi họ nói như vậy, đó là họ chưa thực sự hiểu cái tính chất của cái công việc kinh doanh online, của mỗi loại ngành nghề dịch vụ khác nhau như thế nào. Khi mà cái sự nhận định đó nó không chính xác, đúng không ạ? Các bạn hiểu không ạ? Không quan trọng là bạn bắt đầu bằng từ số vốn bao nhiêu, quan trọng là các bạn hiểu ạ? Hãy comment những từ khóa, những keyword mà trong bài học ngày hôm nay các bạn nhận được từ livestream này của Hải Ninh. Nó vô cùng quan trọng. Hải Ninh muốn chia sẻ với các bạn là gì ạ? Không quan trọng bạn bắt đầu kinh doanh từ số vốn bao nhiêu, mà quan trọng là gì ạ? Thứ nhất, các bạn có thể comment xuống nhé. Quan trọng thứ nhất là đúng con đường. Các bạn có đi đúng con đường không? Đúng không ạ? Đúng con đường. Con đường ở đây là gì nhé? Con đường ở đây là gì? Đó là cái sự lựa chọn của các bạn về sản phẩm đó, đúng nhé? Sự lựa chọn của các bạn về cái sản phẩm đó nó có chính xác hay không? Đúng con đường. Cái con đường của bạn đi nó có chính xác hay không? Hay như vừa rồi ấy, các bạn biết ạ, cái vụ sự kiện rất là lớn ngày hôm qua, những bạn nào tham gia EasyApp hay tham gia gì ạ, các cái chương trình mà xem video ra tiền các bạn đấy. Như vậy các bạn đi cái con đường đó nó có đúng hay không? Các bạn hiểu ạ? Có rất nhiều người ngày hôm qua đã có ý định tự tử từ việc là họ đã mất rất nhiều tiền. 50 triệu, 70 triệu, 80 triệu, 100 triệu, 200 triệu. Cái số tiền đó họ đổ vào việc là gì ạ? Đầu tư để xem video để kiếm ra tiền mỗi ngày, kiếm ra tiền triệu mỗi ngày. Vậy cái con đường mà họ lựa chọn có đúng hay không? Đúng ạ? Các bạn phải làm sao ạ? Các bạn phải xác định rằng cái con đường mình đi là đúng. Phải biết được thế nào là đúng con đường. Sự lựa chọn rất quan trọng để dẫn đến bạn thành công trong quá trình kinh doanh online. Các bạn hiểu không ạ? Đúng con đường. Và điều thứ hai các bạn cần phải nhớ, đó là đúng thời điểm. Đúng thời điểm. Tại sao lại là đúng thời điểm?
Thế thì quay trở lại cái nội dung vừa rồi, tại sao có những người gì ạ, easy up, easy one up, hay là những người mà tham gia vào xem video để kiếm ra tiền? Những người kiếm ra tiền thực sự là những người gì ạ, thuộc top đầu, là top đứng đầu, các bạn hiểu không ạ? Còn những người càng tham gia về sau là những người càng gì ạ, càng bị chết, các bạn hiểu không? Đó là gì ạ, đúng thời điểm, đúng thời điểm, đó là đúng thời điểm. Đấy. Các bạn đừng nghĩ rằng là mọi thứ nó đều dễ dàng. Công việc kinh doanh online ở trên Facebook hay là bất cứ một cái phương tiện kinh doanh online nào, hay là kể cả trên Zalo, hay là kể cả trên các phương tiện khác, các bạn phải hiểu là chúng ta phải thực sự, chúng ta phải thực sự đem lại giá trị cho cộng đồng nhá. Bất cứ một cái loại hình nào, chúng ta cần phải đem lại giá trị cho cộng đồng thực sự, thì cái số tiền mà bạn nhận được đó là cái giá trị thực sự bạn có được. Còn không phải là ngồi xem video mà chúng ta ra tiền nhá. Cái ra tiền đó, đúng không? Cái ra tiền đó nó có thể gì ạ? Nó có thể đúng tại thời điểm đó, nhưng mà các bạn có biết không ạ? Nó đã giết chết thời gian của bạn. Cái thời gian đó các bạn có thể làm được những cái điều gì? Chỉ là xem video một cách vô ích và nhàm chán. Đấy. Đúng thời điểm rất quan trọng. Những thời điểm nào là thời điểm quan trọng? Ví dụ cách đây hơn một năm trước, Zila đang bùng nổ về việc là tuyển đại lý với số vốn chỉ có 5 triệu. Và bây giờ vẫn đang rất bùng nổ về việc tuyển đại lý với số vốn 5 triệu đó, đã giúp cho hàng nghìn người bắt đầu khởi nghiệp từ số vốn 5 triệu đó, để họ có thêm số tiền 5 triệu, 10 triệu, 20, 30 triệu mỗi tháng, thậm chí 50, 100 triệu. Để làm gì ạ? Để thay đổi cái cuộc sống của họ. Đúng ạ? Thay đổi cuộc sống của họ. Và đến bây giờ nó vẫn còn rất đúng. Đúng ạ? Đúng thời điểm nữa là gì ạ? Là hiện nay công ty Zila Việt Nam đang chuẩn bị ra một cái sản phẩm vô cùng hot, là độc quyền, xin lưu ý các bạn, là độc quyền toàn quốc về sản phẩm thải độc da, là một sản phẩm của Hàn Quốc vô cùng uy tín. Và nếu mình nhắc tên sản phẩm này ra thì chắc chắn có nhiều bạn đã sử dụng sản phẩm này rồi, và nó đã đem lại cái giá trị thực sự. Và hầu hết 100% những người mà đã sử dụng sản phẩm này thì đến 99 người họ đã đều rất hài lòng với sản phẩm này. Và Hải Đinh cũng như công ty Zila Việt Nam đang tự hào cung cấp cho các bạn những sản phẩm rất là tuyệt vời để đem lại giá trị và ý nghĩa cho các bạn thực sự. Và với cái sản phẩm này cũng là một cơ hội rất lớn. Nếu bình thường mà những bạn tham gia làm đại lý cái sản phẩm này, như trước kia số tiền phải bỏ ra là 35 triệu để trở thành đại lý mỹ phẩm của sản phẩm thải độc da. Nhưng về với Zila Việt Nam, tại sao khi mà nó phân phối chỉ với mức giá 5 triệu làm đại lý? Đó là vì hệ thống Zila Việt Nam đã có 5.000 người. Và đương nhiên cái số tiền đó để chia ra, cái số tiền mà đảm bảo một tháng gì ạ? Một tháng cái số tiền mà để cung cấp, đúng không ạ? Cung cấp và cam kết cái sản phẩm được đưa ra thị trường thì chỉ đến với chúng ta chỉ có giá đại lý là 5 triệu. Nó là điều vô cùng tuyệt vời cho những bạn nào thực sự yêu thích mỹ phẩm để tham gia kinh doanh thị trường kinh doanh online. Vừa là gì ạ? Giúp đỡ những bạn bè, người thân, người quen, đúng không ạ? Những khách hàng của mình để họ tiếp cận được một sản phẩm tốt thực sự. Và ngoài ra nó là cái cơ hội để bạn có thêm doanh thu và thu nhập. Và đấy chính là đúng thời điểm, đúng không ạ? Bây giờ các bạn làm đại lý, đúng không ạ? Biết đâu trong một vài tháng nữa cái sự hot và sự bùng nổ đó, bạn sẽ nhanh chóng trở thành tổng đại lý mỹ phẩm. Đó là một lĩnh vực mà bạn vô cùng yêu thích. Đó là đúng thời điểm. Các bạn có hiểu ạ? Đúng con đường, đúng thời điểm. Và yếu tố thứ ba rất là quan trọng, đó là đúng người dẫn dắt. Đúng người hướng dẫn. Đúng ạ? Thế thì các bạn muốn thành công trong quá trình kinh doanh online, muốn gì ạ? Muốn tăng doanh số bán hàng thì các bạn phải nhớ 3 yếu tố đó nhé. Đúng người hướng dẫn. Nếu mà các bạn đang trong một hệ thống kinh doanh mà chưa được nhận sự hỗ trợ hướng dẫn tốt nhất từ phía cấp trên của mình thì các bạn gì ạ, cũng cần phải tìm hiểu và học hỏi ở bên ngoài kia những giá trị kiến thức nào thực sự giúp cho bạn gì ạ, có được cái kiến thức và kỹ năng tốt nhất để bạn hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân đó để bạn gì ạ, chia sẻ lan tỏa giá trị của bạn cho chính cộng đồng, để những cái tinh hoa, những cái gì ạ, những cái điều tốt đẹp mà bạn sẽ nhận lại là cái quá trình mà bạn gieo hạt từ trước đó.
bạn đem đi những điều tốt đẹp, bạn trao đi những cái giá trị thực sự là những sản phẩm hết sức là tuyệt vời cho những khách hàng của mình, để họ có thể gì ạ, để họ có thể có cơ hội để nhận được những sản phẩm tốt nhất, đúng không ạ? Họ có cơ hội để nhận được những sản phẩm tốt nhất và sẽ giúp cho bản thân bạn cũng đem lại được rất là nhiều giá trị cho cộng đồng, và nó sẽ đem lại thành công cho các bạn. Ba yếu tố này các bạn cần phải nhớ khi mà chúng ta bắt đầu để đến với con đường kinh doanh online. Và ngày hôm nay thì Hải Linh muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái phương pháp để tăng doanh số. Phương pháp để tăng doanh số. Các bạn có thực sự, bao nhiêu bạn thực sự muốn biết cái phương pháp tăng doanh số ngày hôm nay? Đây là một livestream vô cùng đặc biệt. Các bạn hãy chia sẻ về tường. Và các bạn chính là gì ạ? Chính là người mà sẽ giúp cho bạn bè của các bạn, người thân của các bạn, những người mà các bạn gì ạ? Chưa từng quen biết, biết đến cái livestream giá trị này, và họ có thể trở thành khách hàng của các bạn. Đó, họ có thể trở thành gì ạ? Trở thành những người mà gì ạ? Theo dõi các bạn để có được nhiều những cái giá trị hơn với những cái livestream chia sẻ hữu ích này. Thế thì như các bạn đã biết là chúng ta đang trong một cái thị trường kinh doanh online vô cùng sôi động. Các bạn có đồng ý là thị trường kinh doanh online vô cùng sôi động không ạ? Xin chào Chi Chi, các bạn có đồng ý là thị trường kinh doanh online của chúng ta đang vô cùng sôi động ạ? Xin chào Nữ Đỉnh. Thị trường kinh doanh online của chúng ta vô cùng sôi động, các bạn có thấy như thế không? Và tại sao lại là như vậy? Tại sao lại là như vậy? Thị trường kinh doanh online của chúng ta là vô cùng sôi động. Vô cùng sôi động vì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Dễ dàng để có một cửa hàng online trên Facebook và tham gia vào việc bán hàng, đúng không ạ? Rất dễ dàng. Chúng ta chỉ có cần một cái nick Facebook, đăng bài bán hàng lên là trở thành người bán hàng online, đúng không ạ? Chỉ cần đăng bài lên là các bạn đã dán một cái nhãn mác là người bán hàng online, có đúng không ạ? Nó rất là dễ dàng. Nó rất là dễ dàng. Nó rất là dễ dàng. Vậy thì bán hàng bản chất là gì? Bao nhiêu bạn trong số những bạn đang xem livestream này hiểu rõ bản chất của bán hàng? Các bạn có thực sự hiểu bản chất của bán hàng không? Nếu bạn hiểu bản chất của bán hàng thì bạn sẽ gì ạ? Đang trên đường chinh phục sự thành công. Chinh phục sự thành công. Bản chất của bán hàng là gì? Ngày hôm nay Hải Ninh sẽ giúp cho bạn chia sẻ và hiểu rõ hơn thế nào là gì ạ? Bản chất của việc bán hàng. Thế nào là bản chất của việc bán hàng? Cảm ơn Lưu Thị Thanh Mai, và mình sẽ ghim cái nội dung Lưu Thị Thanh Mai vừa đưa. Đấy là cái yếu tố cốt lõi, cốt lõi mà vừa rồi chúng ta đã được Hải Linh chia sẻ, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ cái câu hỏi vừa Hải Linh chưa đưa ra cho các bạn. Bản chất của việc bán hàng là gì? Khi các bạn hiểu rõ bản chất này là các bạn đang đi đến con đường để thành công trong quá trình kinh doanh online, và các bạn chỉ cần nắm chắc và bám sát vào cái bản chất này là chúng ta gì ạ? Khi chúng ta lạc đường, khi chúng ta tư vấn khách hàng, chúng ta sẽ dễ dàng quay lại để chúng ta gì ạ? Có được khách hàng đó. Có được khách hàng đó. Các bạn chỉ cần ghim vào đầu, nhớ rõ cái bản chất bán hàng là gì, là các bạn sẽ tiếp cận được rất nhiều khách hàng, và các bạn sẽ có được nhiều khách hàng thật sự nhé. Tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng và có khách hàng thật sự. Nào, bao nhiêu bạn biết bản chất của khách hàng là gì? Các bạn có thể comment để chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Theo quan điểm của mình, bản chất bán hàng là gì? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment theo cái ý hiểu của mình là bản chất bán hàng là gì? Theo ý hiểu của mình, và Hải Linh sẽ phân tích cho bạn. Và sau khi các bạn nghe được cái nội dung phân tích này, chắc chắn là các bạn sẽ luôn có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình bán hàng, và các bạn sẽ không bị đi lạc đường. Kết hợp với các bí quyết mà Hải Linh chia sẻ trong ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn thay đổi tư duy, và bạn sẽ thực sự tăng doanh thu bán hàng. Đây là một livestream vô cùng giá trị nhé. Các bạn phải thực sự nghe kỹ cái livestream này, và các bạn chỉ cần làm theo đúng hướng dẫn, hiểu rõ nó và gì ạ?
nắm chắc cái tư tưởng về kinh doanh online thì các bạn chắc chắn sẽ thành công, chắc chắn sẽ thành công. Bán hàng là bán chính bản thân mình. Các bạn khác có ý kiến gì nữa không ạ? Cảm ơn ý kiến đóng góp của Thanh Mai. Xin chào Phương Loan. Xin chào Phương Loan. Các bạn phải gì ạ? Chúng ta là những người bán hàng online đúng không ạ? Các bạn phải mạnh mẽ lên. Cái suy nghĩ của các bạn là gì? Các bạn hãy viết ra. Hãy viết ra, hãy bày tỏ quan điểm của mình, hãy thể hiện chứng kiến của mình, hãy thể hiện gì ạ? Những cái suy nghĩ của mình. Khi các bạn mở tất cả những cái suy nghĩ tư duy của các bạn và comment vào trong cái livestream này, là các bạn sẽ mở não ra và đón nhận những giá trị mới. Nó thực sự là những giá trị có ý nghĩa. Và những nội dung Hải Linh chia sẻ với các bạn nó không phải là đơn thuần tự dưng mà có, mà những cái nội dung này đã được gì ạ? Tích lũy hàng chục năm trong quá trình kinh doanh online của người thầy của mình, là người sáng lập ra các hệ thống Zila Việt Nam, sáng lập ra hệ thống Zila Việt Nam với các phần mềm hỗ trợ kinh doanh online, đã đem lại rất nhiều kết quả cho những người bán hàng online. Mua hình ảnh bán niềm tin, cảm ơn Phạm Uyên. Bán hàng bằng niềm tin cho khách hàng, cảm ơn Mỹ Ngân. Còn các bạn khác thì sao ạ? Các bạn phải hiểu bản chất bán hàng là gì. Cũng giống như gì ạ? Chúng ta hiểu được là con người thì trái tim là quan trọng, đúng không ạ? Là quan trọng. Khi tim ngừng đập thì làm sao ạ? Chúng ta không còn sự sống. Các bạn có hiểu không? Thì bán hàng các bạn phải hiểu bản chất nó là gì. Thì khi đó các bạn mới thực sự biết rõ là mình cần phải làm gì. Khi mình hiểu bản chất đó, bản chất của bán hàng. Các bạn khác thì sao ạ? Hãy comment đi ạ. Thanh Thùy, bán niềm tin cho khách hàng. Hầu hết thì ở đây các bạn đang đưa ra một cái câu trả lời là bán niềm tin, đúng không ạ? Bán niềm tin. Thế còn các bạn khác thì sao? Các bạn có cái câu trả lời nào khác không ạ? Các bạn có câu trả lời nào khác không ạ? Các bạn hãy comment đi ạ. Mình vẫn đang xem comment của các bạn. Ngoài bán niềm tin cho khách hàng thì còn bán gì nữa không ạ? Mua hình ảnh bán niềm tin. Nó là một cái câu mà chúng ta nghe rất là quen, đúng không? Nghe rất là quen. Nhưng thực ra bản chất của quá trình bán hàng thì không phải là nội dung này. Nó không phải là nội dung này. Các bạn hãy nghe cho kỹ ạ. Các bạn có nghe được rõ Hải Linh chia sẻ không? Tiếng nhạc có lớn quá không? Các bạn hãy comment để cho mình biết là tiếng nhạc có vừa đủ để các bạn nghe không nhá. Mình muốn có thêm âm nhạc để các bạn kích thích tinh thần của các bạn, để các bạn mở một não của mình ra và đón nhận những kiến thức mới. Các bạn sẽ thực sự thay đổi tư duy qua livestream này. Và các bạn chỉ cần nhớ những nội dung Hải Linh chia sẻ nhá. Chỉ cần nhớ những nội dung Hải Linh chia sẻ, các bạn sẽ thấy là các bạn cần phải thay đổi. Thay đổi thực sự luôn. Thay đổi thực sự. Cảm ơn Lý Luyến, yêu thương khách hàng. Cảm ơn tất cả các bạn. Hãy giúp cho Hải Linh đẩy tăng mắt xem lên 70 người xem được không ạ? Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này và giúp cho nhiều người bán hàng online có thể tiếp cận được kiến thức này. Vì khi một cộng đồng mạnh thì bản thân các bạn cũng sẽ được gì ạ? Sẽ được rất nhiều những điều tuyệt vời khi các bạn đang ở trong một cộng đồng phát triển mạnh. Các bạn có hiểu không ạ? Điều đó nó vô cùng quan trọng. Cũng giống như việc là các bạn đang phát triển ở một nơi thành phố thì cơ hội phát triển của bạn sẽ tốt hơn là bạn đang phát triển ở nơi nông thôn. Cái điều này đang muốn so sánh để các bạn hiểu được cái tầm quan trọng là tại vì sao mà chúng ta cùng phải nâng nhau lên để chúng ta thành công, để chúng ta đều có những kết quả kinh doanh bán hàng tốt hơn. Đừng giữ lại cho riêng mình. Khi các bạn học mà các bạn không chia sẻ những livestream giá trị như thế này, các bạn chỉ giữ lại cho riêng mình là các bạn đang có lỗi với xã hội. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn đang có lỗi với cộng đồng. Vì cái kiến thức này là kiến thức của gì ạ? Của nhân loại. Các bạn có hiểu điều này không? Hãy giúp bản thân mình, hãy giúp đội nhóm của mình, hãy giúp những người thân của mình, họ đều có cơ hội bán hàng tốt hơn. Họ có nhiều tiền hơn, họ cũng sẽ là khách hàng của chúng ta, có đúng không ạ? Hãy chia sẻ cái livestream giá trị này để giúp cho bạn lan tỏa bản thân bạn sẽ là người có giá trị. Trước hết bản thân bạn, bạn cảm thấy mình đã làm một việc có ý nghĩa là giúp cho cộng đồng này nhận những điều giá trị tuyệt vời. Còn hơn là bạn chia sẻ những cái livestream mà gì ạ? Những cái livestream nó không có một cái giá trị gì cho cộng đồng, đúng không ạ? Những livestream đó nó không thể có giá trị cho cộng đồng. Thì các bạn hãy
tập trung, hãy tập trung vào livestream này và mình sẽ giúp cho các bạn trong buổi ngày hôm nay. Bản chất của bán hàng là gì? Thực chất, bản chất của bán hàng nó là một quá trình chinh phục cảm giác. Các bạn hãy comment cái từ khóa vô cùng quan trọng này. Bản chất của bán hàng nó là quá trình chinh phục cảm giác. Chinh phục cảm giác. Vậy chúng ta hãy phân tích ở đây là chinh phục cảm giác của ai? Nhá, chinh phục cảm giác của ai? Hãy comment từ khóa đấy xuống dưới ạ. Là quá trình chinh phục cảm giác. Và cảm giác đó là của ai ạ? Đó là của hai người. Các bạn có hiểu? Đó là của hai người. Thứ nhất là chinh phục cảm giác của người mua hàng. Và thứ hai là chinh phục cảm giác của người bán hàng. Bản thân chúng ta là bán hàng. Các bạn có hiểu không? Nếu các bạn gì ạ? Nếu các bạn bán được sản phẩm cho một ai đó, người ta đồng ý trả tiền cho bạn chuyển khoản hay là tiền mặt hay là gì ạ? Người ta đồng ý việc giao dịch với bạn là bạn cảm giác rất là sung sướng và hạnh phúc là mình sẽ có tiền về. Có đúng không? Có đúng điều này không ạ? Bạn sẽ rất là sung sướng và hạnh phúc khi bạn chinh phục được cái cảm giác của bản thân mình là gì ạ? Ngày hôm nay mình đã có tiền. Và tiền đó mình đã bán được từng này sản phẩm, khách hàng đã đồng ý mua, đã chuyển khoản, đã thu được tiền mặt. Và cái cảm giác đó vô cùng là thích, đúng không ạ? Hạnh phúc và vui sướng. Hạnh phúc và vui sướng. Nhưng chúng ta thường lại chỉ quan tâm tới việc chinh phục cảm giác của chúng ta, mà chúng ta lại không quan tâm đến việc chinh phục cảm giác của người rất quan trọng góp phần cho sự thành công của chúng ta, đó là khách hàng. Đó là khách hàng. Vậy quá trình chinh phục cảm giác nó phải gì ạ? Nó phải là gì ạ? Trung nhất, tức là gì ạ? Cái cảm giác được, cảm giác của chúng ta, tức là người bán hàng, và cảm giác của khách hàng khi mà chúng ta chinh phục là gì ạ? Phải thống nhất là một. Là phải thống nhất là một. Các bạn có hiểu điều này không? Cảm giác của khách hàng là gì? Khách hàng họ mong muốn được thỏa mãn nhu cầu của họ. Họ đang cần gì? Họ đang mong muốn gì? Họ đang khát khao điều gì? Đúng ạ? Họ đang khát khao điều gì? Và họ mong muốn thỏa mãn điều gì? Chúng ta sẽ giúp họ chinh phục cảm giác đó. Chúng ta sẽ giúp họ chinh phục cảm giác đó. Và khi chúng ta giúp họ chinh phục cảm giác đó thì cái cảm giác của chúng ta cũng sẽ được chinh phục. Và hai cái cảm giác được chinh phục này sẽ gì ạ? Trong một gì ạ? Trong cùng một thời điểm là bạn sẽ thành công nhá. Là cảm giác này sẽ thành công, các bạn hiểu không ạ? Đúng rồi, chinh phục cảm giác. Các bạn comment xuống dưới. Đó là quá trình chinh phục cảm giác. Hai cái con đường này nó phải chạm vào nhau nhé. Hai cái con đường này nó phải chạm vào nhau. Và đó là cái quá trình mà các bạn cần phải cân nhắc và suy nghĩ. Làm thế nào để khách hàng đạt được cái nhu cầu của họ? Làm thế nào để chinh phục cái cảm giác thỏa mãn của khách hàng, cảm giác thích thú của khách hàng, cảm giác gì ạ? Khao khát của khách hàng, để họ có được cái điều mà họ mong muốn. Và mình cũng sẽ có được điều mà mình mong muốn. Có đúng không ạ? Có đúng không ạ? Điều đó hết sức là tuyệt vời. Chính xác, điều đó hết sức là tuyệt vời. Vậy các bạn có hiểu không ạ? Vậy yếu tố đầu tiên, các bạn hãy comment cái nội dung vô cùng quan trọng này. Yếu tố đầu tiên của việc tăng doanh số nhá. Yếu tố đầu tiên của việc tăng doanh số là phải hiểu được cảm giác của khách hàng. Yếu tố đầu tiên, các bạn hãy comment ạ. Yếu tố đầu tiên của việc tăng doanh số là phải hiểu được cảm giác của khách hàng. Phải hiểu được cảm giác của khách hàng. Đây là bí quyết đầu tiên các bạn cần phải nắm được nhá. Các bạn cần phải nắm được. Hãy comment cái nội dung vô cùng quan trọng này xuống để các bạn hiểu được cái nội dung này. Và ngày hôm nay Hải Ni sẽ giúp cho bạn à, biết được cái lý do tại sao mà mình tư vấn khách hàng mình hay bị bong nhá. Lý do tại sao mà mình gặp khách hàng, mình có khách hàng hỏi về sản phẩm của mình, nhưng tại sao mình vẫn còn quá nhiều người họ lại rời đi và gì ạ, không quay lại mua sản phẩm cho mình. Mặc dù mình nói về sản phẩm của mình rất tốt, mình nói về bản thân của mình rất tốt, có đúng không ạ? Bao nhiêu bạn
trong số những bạn đang xem livestream ở đây mà các bạn đã từng tư vấn khách hàng và có nhiều khách hàng đã rời bạn đi. Các bạn có bao nhiêu bạn gì ạ? Tư vấn khách hàng mà thường xuyên không chốt được khách hàng, hoặc là gì ạ? Chốt được khách hàng với tỷ lệ cho khách hàng ít. Ví dụ 10 người hỏi về sản phẩm thì mình cho khách hàng chỉ có 2, còn lại 8 người là bao? Bao nhiêu bạn gặp phải tình trạng này ạ? Bao nhiêu bạn gặp phải tình trạng này? Các bạn hãy comment xuống dưới ạ. Bao nhiêu bạn gặp phải cái tình trạng mà mình tư vấn khách hàng thường xuyên bị bong? Vậy thì lý do bị bong đấy là gì? Các bạn có muốn này đi phân tích để cho bạn hiểu không? Để cho bạn biết được là vì sao ạ? Hãy comment mạnh mẽ xuống, hãy comment mạnh mẽ xuống đi các bạn. Và các bạn hãy gì ạ? Hãy mở não của mình ra. Hãy mở lòng hơn, hãy comment nhiều hơn. Và chúng ta sẽ chia sẻ thực sự trong livestream này để các bạn trở lên trưởng thành hơn, vững vàng hơn, là một người bán hàng kinh doanh online tốt hơn. Các bạn có mong muốn điều này không ạ? Mình biết là sản phẩm của mình rất tốt nha. Mình mong muốn là người khách hàng kia có thể sử dụng sản phẩm của mình để gì ạ? Để mà họ được trải nghiệm cái sản phẩm thực sự tốt, dịch vụ thực sự tốt của mình, thay vì những sản phẩm trôi nổi trên thị trường kia, thay vì những người bán không có tâm trên thị trường kia, đúng không? Mình rất là mong muốn điều đó. Nhưng mà họ vẫn rời mình đi. Họ vẫn rời mình đi và họ gặp những người khác không tốt bằng mình. Và mình cảm thấy xót xa cho điều đó. Các bạn có gặp phải cái tình trạng này không ạ? Các bạn có gặp phải tình trạng này không? Vậy thì chúng ta hiểu được cảm giác của khách hàng. Thì khi các bạn tư vấn nhá, khi các bạn tư vấn, các bạn lưu ý này, đừng chăm chú vào bản thân mình nữa. Đừng chăm chú vào bản thân mình nữa. Đừng mải miết giới thiệu về mình nhiều. Đừng mải miết giới thiệu về sản phẩm của mình quá nhiều. Mặc dù sản phẩm của bạn rất tốt và bạn đang muốn khoe nó với mọi người, bạn muốn gì ạ? Nói cả thế giới này biết rằng tôi đang cung cấp một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Tôi đã trải nghiệm nó rất nhiều và tôi cảm thấy gì ạ? Tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm thấy rất yêu thích nó. Tôi cảm thấy là tôi muốn chia sẻ nó cho rất nhiều người. Nhưng các bạn nói về người bản thân mình nhiều quá là các bạn sẽ bị fail. Khách hàng sẽ không ở lại với bạn đâu. Khách hàng sẽ không ở lại với bạn đâu. Các bạn nhớ thế. Chúng ta phải hiểu được cảm giác của khách hàng. Họ đến với bạn trong một tâm trạng là gì? Họ đang khao khát điều gì? Họ đang cần điều gì? Đúng không ạ? Họ đang mong muốn ra sao? Bạn phải đi sâu vào những điều đó. Bạn phải khai thác họ nhiều hơn. Hãy hỏi, hãy trò chuyện với họ nhiều hơn. Để bạn thực sự mong muốn, đúng không ạ? Bạn thực sự mong muốn được gì ạ? Được hiểu họ. Bạn phải thể hiện rằng là mình mong muốn được hiểu họ như thế nào. Được hiểu xem họ đang có cái tâm trạng là gì. Đúng không ạ? Nếu bạn đang bán là phụ khoa, ở đây có bạn nào bán phụ khoa không? Thì phải hiểu được cái tâm trạng người ta đến với mình là một cái tâm trạng rất là buồn nếu họ đang bị các cái bệnh về phụ khoa. Đúng không ạ? Các cái bệnh về phụ khoa. Thế thì bạn đã làm gì? Hay thay vì là bạn lúc nào cũng chăm giới thiệu về sản phẩm phụ khoa của mình, các bạn đừng có nhầm lẫn. Khách hàng họ không phải đến với bạn chỉ vì là mua sản phẩm đâu nhá. Không phải đến với bạn vì mua sản phẩm và về giá của sản phẩm đâu. Những người bán lẻ họ không cần điều đó nhá. Các bạn phải hiểu như thế. Mình đang phân tích ở đây là những người bán lẻ, là những người đang mua cái sản phẩm dịch vụ cuối cùng. Là họ đang chỉ quan tâm tới bản thân họ thôi. Và bạn đã hiểu họ, đã thấu hiểu họ như thế nào. Đừng có mải miết tư vấn về những cái gì mình đang có, mà hãy gì ạ? Hãy hiểu những cái họ đang cần. Nào hãy comment tất cả những từ khóa quan trọng vào đi, bởi vì nó sẽ giúp cho bạn thay đổi được tư duy kinh doanh và nó sẽ giúp cho bạn thành công hơn thực sự. Các bạn chỉ cần nghe những gì Hải Ninh nói và làm những gì Hải Ninh chia sẻ thôi nhá. Những từ khóa vô cùng quan trọng, bạn nghe được từ khóa nào bạn phải comment ngay xuống phía dưới. Nó là những từ khóa vô cùng quan trọng. Đừng nói những gì mình đang có mà hãy gì ạ? Hãy hiểu những cái mà khách hàng đang cần. Đừng nói những gì mà mình đang có mà hãy hiểu khách hàng những gì họ đang cần. Hãy nên nhắc lại này. Đừng nói
nói những gì mình đang có, mà hãy hiểu những gì khách hàng đang cần. Khi khách hàng đến với mình là họ đang cần, họ đang có nhu cầu, họ đang có khát khao, họ đang có sự hy vọng, họ đang mong muốn một cái nỗi mong muốn. Và mình hãy gì ạ? Hãy khai thác những cái điều mà họ đang cần, đang mong muốn, đang khát khao đó để hiểu họ. Chúng ta phải hiểu với khách hàng chúng ta đang cần gì để chúng ta giúp họ. Chúng ta phải hiểu chúng ta đang giúp họ. Các bạn phải thay đổi tư duy đi. Đừng nghĩ là chúng ta đang bán hàng mà chúng ta đang giúp họ. Muốn giúp họ thì chúng ta phải hiểu là họ đang cần gì chứ. Hiểu ạ? Họ đang cần gì, họ đang thiếu gì, họ đang mong đợi điều gì. Các bạn phải hiểu chứ, thì mới giúp được chứ, đúng ạ? Đúng ạ? Cũng giống như là việc là họ đang muốn bạn giúp họ. Các bạn có hiểu anh đang chia sẻ không ạ? Ví dụ như họ đang muốn bạn giúp họ đi qua đường một người lớn tuổi. Họ đang muốn bạn giúp họ đi qua đường. Nhưng nếu bạn không hiểu họ đang muốn gì, bạn lại gì ạ? Đưa cho họ làm sao ạ? Đưa cho họ một cái đồ gì đó. Đấy có phải là cái mà họ đang cần không? Trong kinh doanh cũng vậy, chúng ta phải lắng nghe và hiểu họ đang cần gì để chúng ta giúp họ. Có thể họ đến với chúng ta có cái sản phẩm mà chúng ta gì ạ? Không đáp ứng được nhu cầu của họ, thì chúng ta sẵn sàng là cầu nối để giới thiệu họ cho bạn bè của mình, đúng không ạ? Mặc dù họ chưa phải là khách hàng của mình, nhưng họ sẽ ấn tượng về bạn, họ sẽ quan tâm tới bạn nhiều hơn, đúng không ạ? Họ sẽ biết ơn bạn, và mỗi một sự biết ơn đó là bạn đang gieo hạt, đúng không ạ? Họ sẽ tìm cách gì ạ? Trả ơn bạn bằng cách khác. Bạn có hiểu những cái điều này nó vô cùng tuyệt vời không? Đừng nói những gì mình đang có mà hãy hiểu những gì khách hàng đang cần. Đừng lúc nào cũng chăm chăm chỉ cần có một khách hàng xuất hiện thôi là bạn bắt đầu một trang tin nhắn đưa cho họ gì nữa ạ? 20-30 cái ảnh với sản phẩm gửi cho họ. Các bạn có làm sao không? Nghe đến đây thì các bạn có cảm thấy là mình cần phải thay đổi không? Có đúng không ạ? Các bạn có hiểu là mình cần phải thay đổi cái cách mà mình đang tiếp cận khách hàng như thế nào không? Các bạn đang quá nghĩ về tiền nhiều. Khi gặp khách hàng là bạn bắt đầu là gì ạ? Tung tất cả các cái nội dung kiến thức của các bạn, kỹ năng của các bạn là bán hàng là các bạn đưa ra hết. Không cần biết khách hàng đang nói gì, không cần biết khách hàng đang cần gì. Chỉ biết rằng là gì ạ? Khách hàng đến với mình là mình có sản phẩm gì là mình đưa ra. Và mình giới thiệu về nó, mình nói tốt về nó, nói tốt về bản thân mình, nói tốt về những cái feedback của mình. Đó là cái sai của các bạn. Nếu bạn nào đến đây nghe cái live stream này mà bạn nhận thấy điều này vô cùng quan trọng, hãy comment giúp cho Hải Đình xuống phía dưới là với cái bí quyết đầu tiên này bạn nhận được giá trị là gì. Bạn nhận được giá trị là gì? Bí quyết thứ nhất, thấu hiểu khách hàng. Bí quyết thứ nhất, thấu hiểu cảm giác của khách hàng. Thấu hiểu cảm giác của khách hàng. Nào, các bạn hãy chia sẻ cái bài học đầu tiên của các bạn. Các bạn đã học được những bài học giá trị gì? Bài học thứ nhất, thấu hiểu cảm giác của khách hàng. Chính xác, Phạm Uyên. Phải thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Thực ra tiếp cận khách hàng nó là một cái phạm trù nó hơi xa so với cái nội dung mà mình đang đưa ra ở đây. Tiếp cận là mới chỉ tiếp cận ban đầu để có được khách hàng tiềm năng thôi. Còn cái việc là mình thấu hiểu cảm giác của khách hàng ấy là mình phải thay đổi cách giao tiếp với khách hàng. Phải thay đổi cách giao tiếp với khách hàng. Hãy nhớ cái từ khóa này nhá. Muốn thấu hiểu cảm giác của khách hàng thì bài học của các bạn đây là phải thay đổi cách giao tiếp của khách hàng.
thay đổi cách giao tiếp của mình với khách hàng. Đấy là từ khóa quan trọng của bạn. Thay đổi cách giao tiếp của mình với khách hàng. Xin chào Hào và Lan. Bây giờ các bạn hãy bỏ qua tất cả những cái gì liên quan đến tiền. Đừng nghĩ về tiền quá nhiều. Trước hết các bạn phải gieo hạt. Phải nghĩ rằng xem mình giúp được gì cho khách hàng ngày hôm nay. Người ta đang cần gì? Cảm giác của người ta đang thiếu gì? Người ta đang có nhu cầu và khát khao gì? Hãy giúp họ nâng đỡ cái khát khao đó để họ có được cái gì ạ? Cảm giác chinh phục. Đúng không ạ? Họ có được cái cảm giác chinh phục, cái mong muốn, cái khát khao, cái nỗi niềm của họ. Và mình sẽ thấu hiểu và lắng nghe khách hàng của mình. Đến đây khi các bạn nhận được bí quyết này là các bạn đã thay đổi một phần tư duy. Và chính cái tư duy này sẽ giúp cho bạn gần với khách hàng hơn. Gần với khách hàng hơn có nghĩa là bạn gì ạ? Dần dần tiến tới cái bước mà trở thành bạn của khách hàng. Còn một cái bước mà đỉnh cao trong bán hàng là trở thành tri kỷ ấy, thì mình sẽ phân tích cho bạn sau. Nhưng chúng ta phải đặt lên trên hết là thấu hiểu cái cảm giác của khách hàng, để xem khách hàng thực sự cần gì và mình giúp được gì cho họ. Các bạn đừng có nghĩ đến tiền nhiều quá. Tiền nó chỉ là kết quả của giá trị mà mình đã tạo ra. Khi mình gieo được rất nhiều những hạt tốt, những giá trị tốt, những điều tốt mình đóng góp cho xã hội và cho mọi người, thì tất yếu những cái điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Nó giống như một cái câu mà chúng ta nghe quá là quen rồi. Đó là gì ạ? Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Các bạn có hiểu không? Gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Đây là một điều các bạn phải nhớ nhá. Một điều các bạn phải nhớ. Đúng rồi, thay đổi cách giao tiếp của mình với khách hàng. Cảm ơn Luyến. Được chưa ạ? Bí quyết thứ nhất mình đã chia sẻ với các bạn. Và bao nhiêu bạn cảm thấy mình cần phải thay đổi? Nếu các bạn cảm thấy mình cần phải thay đổi, các bạn hãy comment xuống cho Hải Linh xem bao nhiêu bạn nhận thức được cái giá trị trong livestream ngày hôm nay với cái bí quyết đầu tiên này. Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Xin chào Quỳnh. Chính xác Phạm Uyên, cảm ơn Phạm Uyên. Các bạn rút ra bài học gì trong cái phần bí quyết thứ nhất này? Rất tốt ạ. Cảm ơn Minh Ngân. Xin chào anh Nguyên. Như vậy là các bạn đã nhận được cái bí quyết đầu tiên này. Và các bạn sẵn sàng thay đổi để gì ạ? Để các bạn trở nên vững vàng hơn. Khi các bạn giúp được nhiều người có nghĩa là các bạn sẽ có gì ạ? Đang gieo những cái quả rất là tốt, đang gieo những hạt tốt, thì các bạn sẽ có gì ạ? Cái quả tốt thôi, đó là điều tất yếu, đó là điều tất yếu. Nên các bạn hãy nhớ, hãy xem là mình giúp được khách hàng điều gì, thấu hiểu cảm giác của khách hàng họ đang thực sự cần gì. Đó ạ. Các bạn đã sẵn sàng thay đổi trong cái bí quyết đầu tiên này chưa? Sẵn sàng thay đổi bản thân chưa ạ? Sẵn sàng là khi mình tiếp cận được khách hàng và điều mình chia sẻ với khách hàng không phải là chỉ sản phẩm của mình, bản thân mình nữa, mà là mình phải hiểu được khách hàng chưa? Mình phải khai thác khách hàng để xem người ta cần gì, người ta đang có tâm trạng là gì, đang muốn chia sẻ điều gì, muốn tâm sự điều gì. Hãy trở thành bạn của khách hàng trước. Hãy trở thành bạn của khách hàng trước. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn Minh Ngân, cảm ơn Phạm Uyên. Đây là điều vô cùng quan trọng đúng không? Bí quyết thứ hai ngày hôm nay lại còn tuyệt vời hơn nữa. Và nó là bí quyết sẽ giúp bạn giống như là một thỏi nam châm để hút toàn bộ khách hàng tiềm năng đến về phía bạn. Bạn có mong muốn sở hữu bí quyết này không ạ? Bạn có thực sự mong muốn sở hữu bí quyết thứ hai vô cùng tuyệt vời này không ạ? Sau khi trở thành bạn của khách hàng rồi, đúng không? Và điều mà chúng ta phải chứng tỏ cho khách hàng thấy, sự lựa chọn của khách hàng về bản thân mình là sự lựa chọn tốt nhất, là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Và khi họ đến với mình thì mình là điều quan trọng nhất đối với họ.
bạn muốn mong muốn sở hữu bí kíp này không ạ? Bí kíp này vô cùng tuyệt vời. Khi bạn hiểu khách hàng rồi nhưng bạn không làm bí quyết thứ hai này thì bạn vẫn chưa có được khách hàng này. Thấu hiểu mới chỉ là bước đầu bạn trở thành bạn của khách hàng thôi, nhưng họ sẽ thực sự ở lại với bạn. Họ sẽ thực sự gì ạ? Là khách hàng của bạn. Khi mà bạn nắm được bí quyết thứ hai này, bạn có mong muốn nắm bí quyết thứ hai này không ạ? Xin chào Đỗ Lành. Bạn có mong muốn nắm được bí quyết thứ hai này không? Cảm ơn Mỹ Ngân nhé. Nào các bạn có mong muốn không ạ? Các bạn hãy comment mạnh mẽ xuống phía dưới để cho Hải Linh nhìn thấy sự quyết tâm của các bạn, sự mong muốn của các bạn và sự vững vàng của các bạn sau bí quyết thứ nhất. Và ngày hôm nay Hải Linh sẽ chia sẻ cho bạn một bí quyết tiếp theo, một bí quyết thứ hai. Và bí quyết này thì vô cùng quan trọng rồi. Khi bạn thấu hiểu khách hàng và khách hàng sẽ đến với bạn thực sự, sẽ đến với bạn thực sự khi bạn trở thành chuyên gia dành riêng cho họ. Khi bạn trở thành chuyên gia dành riêng cho họ, đây là một từ khóa, một keyword vô cùng quan trọng. Hãy nhớ này, bạn trở thành chuyên gia dành riêng cho họ. Nếu mà chỉ là chuyên gia thôi, nó chưa đủ tầm, chưa đủ sâu đâu các bạn ạ. Phải trở thành chuyên gia dành riêng cho khách hàng. Các bạn có hiểu không ạ? Và bây giờ mình sẽ phân tích cho bạn một chuyên gia thực sự dành riêng cho khách hàng là như thế nào. Nào các bạn, có comment kịp cái nội dung này không? Hãy comment xuống dưới một từ khóa vô cùng quan trọng này. Và mình sẽ giúp cho các bạn có gì ạ? Gia tăng doanh thu thực sự ngay trong tháng 6 này, khi các bạn gì ạ? Tập trung vào những từ khóa Hải Linh đã chia sẻ trong livestream ngày hôm nay. Tập trung vào bản thân mình, tập trung giúp đỡ khách hàng và biến những cái nội dung Hải Linh chia sẻ trong ngày hôm nay là một vũ khí để các bạn gì ạ? Chinh chiến, để tiến tới thành công. Phải trở thành chuyên gia dành riêng cho khách hàng. Ở đây mình nói rất rõ là dành riêng cho khách hàng nhé, chứ không phải là trở thành chuyên gia đơn thuần. Và mình muốn các bạn phải hiểu sâu cái từ khóa này, phải hiểu thật kỹ cái từ khóa này. Các bạn nên nhớ là mỗi một khách hàng đến với bạn là một cá thể hoàn toàn riêng biệt. Và họ là một gì ạ? Là họ là một cá thể không pha trộn, tức là bạn không thể nào mà tìm thấy một cái người như thế ở bất cứ đâu. Mỗi người đến với mình là một người riêng biệt, là một người có mọi thứ khác biệt hoàn toàn so với những người khác, và không ai giống ai. Họ đến với mình không ai giống ai các bạn nhé, không ai giống ai. Họ đều có những cá tính riêng, những sở thích riêng, những đặc thù riêng và tất cả mọi thứ đối với họ. Đúng không? Mỗi một khách hàng là một cái riêng về họ. Vậy bạn phải trở thành chuyên gia riêng của họ. Khi bạn nói chuyện với người này, bạn phải hiểu họ là điều đầu tiên. Nhưng bạn phải đưa cho họ những cái giải pháp dành riêng cho họ. Và càng đi sâu thì khách hàng người ta sẽ càng cảm thấy nể phục bởi bạn. Vậy nên khi nói chuyện với khách hàng, bạn đừng nói những cái chung chung như thông thường nhá. Bạn đừng nói cái chung chung như thông thường, bạn hiểu không ạ? Mà hãy làm gì ạ? Hãy đặt họ ở vị trí riêng biệt, đặc biệt. Và mình sẽ nói chuyện với khách hàng đó là một người tư vấn riêng,
một chuyên gia riêng dành riêng cho bản thân họ thôi. Với chị thì em xin chia sẻ những cái điều vô cùng quan trọng, và em sẽ đưa cho chị những cái bí kíp riêng, em sẽ đưa cho chị những một cái phương thức, đúng không ạ? Một cái phương thức để giúp cho chị đạt được cái kết quả như chị mong muốn theo con người chị, theo những cái mà em nhìn nhận ở chị, và em đưa cho chị một cái phương án hoàn toàn khác biệt so với mọi người để chị, đúng không ạ, đạt được cái điều mà chị mong muốn nhất. Làm sao, đấy là một ví dụ nhé, làm sao để các bạn trở thành chuyên gia dành riêng cho các bạn, cho khách hàng của các bạn, thì mỗi một nội dung mà các bạn đưa ra cho khách hàng, để làm được điều này thì bước thứ nhất là các bạn phải thực sự hiểu sâu, đúng không ạ, và hiểu rõ về khách hàng. Và mình nói chuyện với khách hàng, mình đưa ra cái phương án cho khách hàng là một cái phương án mà gần như là để cho họ hiểu rằng là cái phương án này là dành riêng cho họ. Nó không giống ở bất cứ đâu, nó không giống bất cứ ai, đúng không ạ? Có thể là những cái câu từ, đúng không ạ, là những cái mà nó sẽ giúp cho khách hàng người ta cảm thấy gì ạ? Người ta cảm thấy thích thú hơn, và người ta cảm thấy là người ta có giá trị đặc biệt hơn. Đấy. Hãy giúp cho khách hàng trở lên, họ trở thành là một người đặc biệt trong mắt bạn nhá. Hãy giúp cho khách hàng trở thành một người đặc biệt trong mắt bạn, và điều đó nó sẽ có một cái ý nghĩa vô cùng tuyệt vời. Các bạn có hiểu không? Đến giờ phút này mà vẫn còn từng này bạn xem cái live stream này của mình là chắc chắn các bạn đang rất là lắng nghe. Và hãy nghe rất là kỹ cái nội dung mà Ninh chia sẻ này, để các bạn ứng dụng nó trong quá trình mà các bạn bán hàng. Các bạn ứng dụng nó một cách gì ạ? Có hiệu quả nhất. Được chưa ạ? Thật sự trở thành chuyên gia, thật sự trở thành chuyên gia dành riêng cho khách hàng. Hãy giúp khách hàng trở thành một người đặc biệt trong mắt mình. Và ai cũng mong muốn là mình được thể hiện. Hãy giúp cho khách hàng thể hiện họ trong mắt mình. Hãy giúp cho khách hàng được thể hiện họ trong mắt của mình. Bởi vì ai cũng có nhu cầu thể hiện. Được chưa ạ? Ai cũng có nhu cầu thể hiện. Hãy giúp họ thể hiện bản thân họ trong mắt mình. Đó là những keyword, những từ khóa vô cùng quan trọng. Có ghi kịp không ạ? Các bạn hãy giúp Hải Ninh chia sẻ, lan tỏa livestream này, và một phần quà vô cùng đặc biệt sẽ dành cho bạn nào chia sẻ livestream này vào các nhóm và trên tường, các nhóm và trên tường. Và cái món quà này đó chính là bí quyết để tăng tương tác trên Facebook của bạn. Hãy giúp Trải Ninh comment cái nội dung ở phía dưới nhé. Món quà bí quyết để tăng tương tác trên Facebook của bạn, dành cho bạn nào chia sẻ livestream nhiều nhất. Để mình sẽ ghi cái nội dung này. Bí quyết để tăng tương tác trên Facebook của bạn, dành cho bạn nào chia sẻ livestream nhiều nhất. Các bạn chia sẻ livestream để bạn mà chia sẻ từng chút một, tức là một lúc chia sẻ xong một lúc chia sẻ, đừng có chia sẻ nhanh một lúc nhá, điều đó không tốt. Các bạn muốn làm những cái việc tốt, các bạn cũng phải hiểu quy luật. Nào, có bạn nào giúp Hải Ninh không ạ? Cảm ơn Vân Anh. Rồi, như vậy bí quyết thứ hai các bạn nắm hết được chưa? Bí quyết thứ hai, các bạn đã nắm hết được bí quyết thứ hai chưa? Trước khi sang bí quyết thứ ba, thì giai đoạn chuyển giao của cái bí quyết thứ hai đến thứ ba này, Hải Ninh muốn bật mí cho các bạn, đó chính là yếu tố chăm sóc khách hàng, chăm sóc khách hàng bền vững. Đến đây thì mình chắc chắn rằng có rất nhiều bạn bán hàng online đang bán hàng rất tốt, nhưng bỏ qua yếu tố này,
Và việc bạn bỏ qua yếu tố này sẽ gì ạ? Khiến cho bạn kinh doanh online không bền vững. Không bền vững có nghĩa là lúc nào bạn cũng trong tình trạng phải tìm kiếm khách hàng mới và gì ạ? Và thu hút khách hàng mới thông qua các cái nội dung live stream, thông qua các nội dung quà tặng, rất nhiều các nội dung. Nhưng các bạn, nếu các bạn bỏ qua yếu tố chăm sóc khách hàng bền vững là sự sai lầm của các bạn. Và đặc biệt nếu bạn nào mà vẫn còn tiếc 3.000 một ngày để gì ạ? Sở hữu cái công cụ inbox FB kia để chăm sóc khách hàng mỗi ngày ấy, thì các bạn hơi bị sai lầm. Là vì các bạn đã tiếc cái 3.000 một ngày đó mà các bạn có thể có thêm gì ạ? 3 khách hàng, 5 khách hàng, thậm chí 10 khách hàng một ngày. Các bạn có thực sự hiểu không? Vì một khách hàng có thể giới thiệu cho bạn 3 đến 5 người. Vậy một ngày các bạn chăm sóc hàng trăm người khách hàng đã là khách hàng của mình, thì một ngày các bạn có bao nhiêu khách hàng tiếp theo? Nếu các bạn làm cái điều này nó không thường xuyên liên tục thì giá trị nhận được của các bạn nó cũng sẽ thấp. Nhưng thử xem ngày nào bạn cũng chăm sóc khách hàng của mình nhá, và cũng đều gợi ý cho khách hàng của mình những cái gì ạ? Những cái bí quyết kinh nghiệm liên quan đến cái liên quan đến cái sản phẩm dịch vụ mình đang cung cấp. Thì thử hỏi xem là họ có yêu quý mình không? Hiểu không ạ? Họ có quan tâm mình không? Họ có trở nên ngưỡng mộ mình không? Và cái điều đó nó sẽ giúp cho bạn thực sự có một ý nghĩa vô cùng lớn. Và đấy chính là ý nghĩa liên quan đến bí kíp thứ 3. Thế nên là trước khi mà đưa ra ý kiến bí kíp thứ 3 này, nếu mà các bạn đang để là chăm sóc hàng bền vững là yếu tố thứ 3 thì mình sẽ cho 4 bí kíp ở đây. Đúng không ạ? Để các bạn đỡ nhầm lẫn. Chăm sóc khách hàng bền vững nó khác với chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng bình thường mà các bạn chăm sóc ấy là bập bõm. Tức là lúc nào nhớ thì mình nhắn tin, mình hỏi thăm khách hàng. Còn lúc nào quên thì mình thôi, thậm chí mình quên đến cả tháng, mình không hỏi khách hàng. Mà khách hàng vừa mới mua sản phẩm của mình xong, mình cũng không hỏi xem là người ta đang trải nghiệm cái sản phẩm đó ra sao, kết quả như thế nào, và đang cần hỗ trợ điều gì. Các bạn có hiểu không? Các bạn bị sai ở cái điểm này. Là các bạn có được một khách hàng mà các bạn không trân trọng ấy, là các bạn mất đi 10 khách hàng. Điều này vô cùng quan trọng. Đừng cứ nghĩ rằng là thấy người ta cứ nhao nhao ra gì ạ, thu hút những khách hàng mới. Cái việc mà các bạn kiếm tiền bền vững nó quan trọng hơn rất nhiều. Có thể một tháng đó, hai tháng đó người ta kiếm hàng trăm triệu, nhưng không bằng bạn một năm kiếm đều 50 triệu. Các bạn có hiểu điều này không? Hiểu không ạ? Và khi người ta có những khách hàng đó, người ta không chăm sóc đầy đủ ấy, thì cái kết quả bán hàng của người ta không bền vững, luôn trong tình trạng tìm kiếm khách hàng mới. Và gì ạ? Và cái điều mà nó vô cùng quan trọng nữa là những khách hàng mà đã được bạn bán cái sản phẩm đó, bạn không chăm sóc, nhỡ người ta có xảy ra cái vấn đề nào đó dị ứng, hay là vấn đề gì về về cơ thể, hay là cái sản phẩm của bạn có vấn đề gì, họ sẽ nói xấu bạn cho rất nhiều người, và nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín, đến danh dự của bạn. Bạn hiểu không ạ? Thế nên việc chăm sóc khách hàng bền vững là một yếu tố bạn nên làm thường xuyên và liên tục. Chúng ta nên chăm sóc khách hàng thường xuyên, hàng ngày. Có thể là chúng ta chia thành các tệp ra để chúng ta chăm sóc. Như inbox FB là có sẵn rồi. Các bạn chỉ cần quét khách hàng trong nhóm khách hàng của bạn và sau đó chia thành các tệp để chăm sóc. Ngày hôm nay chúng ta chăm sóc 50 tệp, ngày mai chúng ta lại chăm sóc 50 tệp. Tức là ngày hôm nay chúng ta chăm sóc một tệp 50 người. Xin lỗi các bạn, một tệp 50 người. Ngày mai chúng ta lại chăm sóc tệp tiếp theo 50 người tiếp theo. Ngày kia chúng ta lại chăm sóc một tệp 50 người tiếp theo. Luôn luôn khách hàng được chăm sóc và hỗ trợ, và gì ạ? Có mặt kịp thời để chia sẻ, để giải đáp, để gỡ rối cho khách hàng. Cái việc chăm sóc khách hàng bền vững này nó thực sự đem lại một hiệu quả vô cùng to lớn. Các bạn nên nhớ, một khách hàng có thể biến thành 10 người bởi vì một người đó giới thiệu cho 10 người tiếp theo. Vậy thì bạn có nhàn hơn rất là nhiều so với việc bạn tự đi tìm kiếm khách hàng không? Bởi vì uy tín của người giới thiệu vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng, và bạn phải hiểu rõ cái điều này để ứng dụng được cho cái kết quả quá trình doanh thu bán hàng của mình. Bạn có đồng ý không ạ? Bao nhiêu bạn hiểu được cái điều là chăm sóc khách hàng bền vững là quan trọng? Hãy comment xuống phía dưới và hãy tuyên bố lời tuyên bố của mình để thay đổi việc
mình quan tâm tới khách hàng như thế nào. Hãy thay đổi cách quan tâm khách hàng đi, đừng thờ ơ với khách hàng là đang là khách hàng của mình nữa. Hãy chăm sóc họ bền vững, vì sau cái quá trình bán hàng, việc chăm sóc khách hàng với mới là thực sự quá trình bắt đầu bán hàng. Cảm ơn Phạm Nguyên. Nào các bạn khác, các bạn thực sự thay đổi được điều gì? Trong bí kíp thứ 3 này, các bạn cần phải nắm vững điều gì tiếp theo? Hãy comment mạnh mẽ lên. Hãy thể hiện mình nhá, hãy thể hiện mình. Và gì ạ? Hãy quyết tâm thay đổi. Thay đổi. Và bản thân mình sẽ cần phải gì ạ? Trưởng thành vững vàng hơn. Một người bạn đang online chuyên nghiệp hơn. Đúng không ạ? Đó chính là bí quyết thứ 3 trong ngày hôm nay. Đó là bí quyết thứ 3 trong ngày hôm nay. Hãy giúp cho những khách hàng cũ của mình, họ thực sự yêu quý mình. Và khi họ yêu quý mình, hãy nhờ họ, đúng không ạ? Hãy quan tâm đến họ, hãy chăm sóc họ. Họ sẽ là những khách hàng trung thành của mình. Hãy để cho khách hàng trở thành người khách hàng trung thành của mình. Bạn có được thành công bền vững. Có được thành công bền vững. Và bí quyết thứ tư. Đến đây các bạn nào mong muốn xem được bí quyết thứ tư, muốn Hải Linh chia sẻ bí quyết thứ tư này để các bạn chọn vẹn các bí quyết giúp gia tăng và thúc đẩy doanh thu bán hàng của mình nào. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Bí quyết thứ tư này sẽ có được sau khi mà bạn chọn vẹn bí quyết thứ ba, chăm sóc khách hàng bền vững. Bí quyết thứ tư đó chính là việc bạn biến khách hàng trở thành người bán hàng. Hãy comment xuống bên dưới. Biến khách hàng trở thành người bán hàng. Được chưa ạ? Biến khách hàng trở thành người bán hàng. Nó chỉ thực sự đạt được bí quyết thứ tư này. Chúng ta chỉ thực sự làm được bí quyết thứ tư này nếu mà chúng ta làm được bí quyết thứ ba. Chính xác, biến khách hàng trở thành người bán hàng. Nào hãy comment hết cái từ khóa này xuống. Và chúng ta cần phải thật sự lắng nghe. Lắng nghe thật là kỹ cái live stream này. Với cái bí quyết này. Và làm thế nào để biến khách hàng trở thành người bán hàng. Biến khách hàng trở thành một người bán hàng nó vô cùng quan trọng. Nó vô cùng quan trọng thưa các bạn. Khi mà gì ạ? Khi mà chúng ta đã hoàn thành bí quyết thứ 3, chăm sóc khách hàng bền vững, thì lúc đó khách hàng đã trở nên yêu quý chúng ta, đã trở thành tri kỷ của chúng ta, đã trở thành gì ạ? Một người bạn thực sự đối với chúng ta. Họ đã gì ạ? Tin tưởng chúng ta. Họ đã được chúng ta chăm sóc rất tận tình. Và hãy giúp họ trở thành người bán hàng. Giúp họ trở thành người bán hàng có nghĩa là gì ạ? Là hãy vận động họ. Bản thân họ đã được nhận một cái sản phẩm tốt. Bản thân họ nhận được một dịch vụ tốt. Bản thân họ được trải nghiệm những điều tốt nhất từ mình. Có đúng không? Sau khi mình hoàn thiện bước thứ 3, thì hãy chia sẻ với họ rằng ngoài kia còn rất nhiều người đang khao khát, muốn gì ạ? Muốn được như bạn, muốn được sử dụng sản phẩm tốt như bạn, muốn được gì ạ? Chăm sóc sau bán như bạn, muốn được có một người gì ạ? Bán hàng tận tụy mà đã từng chăm sóc như bạn. Hay giúp đỡ cộng đồng, hay giúp đỡ bản thân lan tỏa giá trị tốt đẹp này.
và sẽ có một món quà rất là tuyệt vời dành cho bạn, đúng không? Chúng ta tặng quà những khách hàng của chúng ta, những người trở thành tri kỷ của chúng ta, những người trở thành khách hàng trung thành của chúng ta, hãy tặng quà họ, hãy tặng quà họ, đúng không ạ? Những cái món quà vô cùng đơn giản, những món quà nhỏ thôi nhưng đó là gì ạ? Là sự động viên về tinh thần, và hãy giúp cho họ lan tỏa những cái điều tốt đẹp mà bản thân mình đã trao đi cho khách hàng, để khách hàng hiểu được cái việc quan trọng là khi bản thân họ cũng đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, cũng giúp đỡ cho những ai đó có cơ hội được sử dụng những sản phẩm tốt, những dịch vụ tốt với giá cả phải chăng, thì đó là cách bạn đóng góp cho cộng đồng, cũng là gì ạ? Bạn trả ơn những cái gì mà bạn đã được mình hỗ trợ, đã được mình chăm sóc, đã được mình tận tình trong suốt thời gian qua. Và để cho họ hiểu rằng là việc mình luôn chăm sóc họ trong suốt thời gian qua, mình không tìm kiếm những khách hàng mới đâu xa, đúng không ạ? Và hãy để cho họ là bản thân họ hiểu được là họ cũng là một nhân tố vô cùng quan trọng để giúp cho những người khác có cơ hội được sử dụng sản phẩm tốt, được trải nghiệm dịch vụ tốt giống bạn. Chúng ta phải để cho khách hàng hiểu được cái giá trị đó, để họ giới thiệu những khách hàng khác cho mình, đúng không ạ? Bản thân họ cũng được nhận những món quà mà bản thân mình cũng hiểu là cái giá trị của mình cần được lan tỏa. Đến đây thì các bạn có hiểu không ạ? Đến đây các bạn có hiểu không ạ? Cái điều tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời này là những cái bí kíp để giúp cho các bạn phát triển, giúp cho các bạn phát triển doanh thu bán hàng một cách bền vững. Nó là những điều vô cùng tuyệt vời. Nó là những điều vô cùng tuyệt vời. Và bạn có mong muốn rằng khách hàng đến với mình một cách tự nhiên không? Khách hàng bị mình thu hút không? Và khách hàng bị thu hút bởi điều gì? Có đúng không ạ? Trước khi bạn thành công, bạn phải trao đi rất nhiều giá trị. Bạn phải gieo rất nhiều những hạt tốt. Bạn phải để cho mọi người thấy rằng họ đến với bạn hoàn toàn xứng đáng với những gì mà họ tin tưởng nhá. Họ xứng đáng bỏ cái số tiền ra để mà họ được nhận nhiều cái giá trị hơn thế rất nhiều lần. Để họ thấy rằng việc họ cần phải trao đi, để việc họ cần phải chia sẻ nhiều hơn nữa cho cộng đồng, để những người khác cũng được chăm sóc như họ, cũng được nhận những cái giá trị tốt đẹp như họ là một điều tuyệt vời. Các bạn phải nắm kỹ những cái bí quyết này. Nó là hành trang theo bạn suốt một cuộc hành trình. Nó là một trong những cái chìa khóa để giúp cho bạn có được thành công. Hãy thấu hiểu điều này nhá. Và bao nhiêu bạn đã hiểu những bí quyết này đi chia sẻ nào? Bao nhiêu bạn cảm thấy là thấu hiểu những bí quyết mà mình chia sẻ? Đến giờ phút này bao nhiêu bạn thấu hiểu những bí quyết Hải Lý đã chia sẻ? Và với bí quyết thứ tư ấy, nó vô cùng tuyệt vời. Vì nếu như bạn mất rất nhiều tiền cho quảng cáo, đúng không? Bạn tiếp cận được khách hàng, nhưng để có được khách hàng đó thì khó. Nhưng mà có được khách hàng sẽ rất dễ nếu như bạn được một ai đó giới thiệu. Cái người giới thiệu kia là một cái cầu nối niềm tin vững chắc để bạn có thêm rất nhiều khách hàng tiếp theo. Nên mỗi một khách hàng đến với bạn là đằng sau đó là 10, 20, thậm chí hàng trăm khách hàng tiếp theo. Bạn hiểu không ạ? Đó là giá trị mà bạn cần phải gì ạ? Trân trọng. Đó là giá trị bạn thực sự cần phải trân trọng. Là trong 4 bí kíp ngày hôm nay, các bạn cảm thấy mình lĩnh hội được điều gì? Cảm xúc của các bạn là gì sau khi nghe xong livestream này? Hãy chia sẻ cho Hải Linh trực tiếp ngay bây giờ. Và các bạn hãy chia sẻ đi, và Hải Linh muốn đọc cái nội dung, Hải Linh muốn đọc cái nội dung mà các bạn đã thấu hiểu trong suốt cái thời lượng livestream ngày hôm nay nhá. Và mình mong muốn là với kiến thức mà các bạn được lĩnh hội, hãy áp dụng nó để thay đổi kết quả kinh doanh của mình.
Và mục đích cuối cùng là mình giúp cho xã hội, giúp cho những người đang cần mình, họ sẽ có cái sự niềm tin hơn về cuộc sống này, có niềm tin hơn về cuộc sống này. Các bạn cảm thấy là các bạn học được những bài học gì, những giá trị gì, những ý nghĩa gì trong suốt các cái bí kíp vừa rồi? Hãy chia sẻ xuống phía dưới. Và Hải Linh muốn xem, muốn nhận thấy những cái điều mà Hải Linh đã chia sẻ với các bạn. Các bạn được học hỏi những giá trị gì nhỉ? Gì ngày hôm nay không ạ? Hãy comment xuống bên dưới. Và trong khi mà mình chờ đợi các bạn viết cái nội dung này, thì các bạn nên nhớ này, việc chăm sóc hàng bền vững, nếu cái số lượng khách hàng của bạn có nhiều người, thì các bạn hãy nên sở hữu công cụ Inbox MB. Điều đó nó vô cùng quan trọng để giúp bạn tiết kiệm được thời gian mà vẫn chăm sóc hiệu quả khách hàng, vẫn chăm sóc hiệu quả khách hàng. Hãy đưa tất cả các khách hàng của bạn vào trong một group, hãy quét ID nhóm và hãy nhắn tin chăm sóc các tệp đó mỗi ngày, để mà cái nguồn khách hàng đó họ luôn luôn ở xung quanh bạn, luôn luôn được bạn hỗ trợ giúp đỡ, luôn luôn được nhận những giá trị tốt đẹp từ bạn, luôn luôn nhận được sự quan tâm hỏi thăm từ bạn, luôn luôn nhận được sự chia sẻ đồng cảm từ bạn. Họ sẽ là khách hàng trung thành của bạn. Và không có gì tuyệt vời hơn khi họ trở thành khách hàng trung thành của bạn, thì dù bạn bay đi bất cứ nơi đâu, bạn bán bất cứ sản phẩm gì, họ cũng là người sẽ ủng hộ bạn. Điều đó hết sức là tuyệt vời. Họ luôn theo bạn, luôn ủng hộ bạn, vì họ đã trở thành tri kỷ của bạn, họ đã trở nên yêu quý bạn. Có đúng không ạ? Cảm ơn Phạm Nguyên. Ngày hôm nay với nội dung chia sẻ này, Phạm Nguyên đã nhận ra là cần phải yêu thương, quan tâm, thấu hiểu khách hàng, phải chia sẻ thật kỹ, đúng không ạ? Và chăm sóc thật kỹ các khách hàng cũ để tạo ra nguồn khách hàng mới. Và điều mà các bạn cần phải nắm được ở đây thực sự đó là gì ạ? Chúng ta giúp đỡ khách hàng, phải giúp đỡ khách hàng. Như vậy thì mình cũng thấy là cái thời lượng livestream ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi. Và livestream này thực sự có hữu ích đối với các bạn không? Nếu các bạn cảm thấy livestream này thực sự hữu ích, hãy comment xuống phía dưới. Hãy comment xuống phía dưới. Và hãy tặng cho Hải Linh một cái câu gì mà các bạn mong muốn tặng nhất lúc này. Tặng nhất lúc này, đúng không ạ? Trên livestream tặng luôn Hải Linh trên livestream một cái câu nói mà các bạn cảm thấy là các bạn muốn nói với Hải Linh nhất lúc này. Hãy comment xuống phía dưới để Hải Linh biết được là mình có giá trị thực sự như thế nào, đang giúp các bạn những điều gì. Và khi mình thấy những cái điều mà các bạn chúc, những lời chúc đơn giản chỉ là buổi sáng sớm, những lời chúc đơn giản chỉ là buổi trưa hay buổi chiều tối, nó đều là những lời động viên vô cùng to lớn. Nó là nguồn cảm hứng, là sức mạnh để mình có thể miệt mài hơn nữa, để soạn ra các ebook hỗ trợ các bạn bán hàng, để tăng thêm cái động lực và cái sức năng lượng để giúp đỡ các bạn nhiều hơn. Một ngày Hải Linh nhận được hàng trăm inbox mỗi ngày từ khách hàng ở các nơi đổ về để hỏi, đúng không ạ? Từ YouTube, từ Zalo, từ Facebook, từ Messenger, tất cả mọi người. Thế nên cái sức làm việc của mình cũng nhiều hơn rất là nhiều so với các bạn. Mình chỉ mong muốn là các bạn hiểu được cái giá trị mà mình chia sẻ, và hãy giúp cho Hải Linh lan tỏa cái giá trị này đến mọi người, để mà cùng giúp cho cộng đồng kinh doanh online, những người kinh doanh online ở Việt Nam phát triển vượt bậc. Và chúng ta sẽ góp phần sự thành công cho xã hội Việt Nam của chúng ta. Điều đó có tuyệt vời không ạ?
thấy giá trị hữu ích gì trong livestream này của anh Ninh không? Và mình sẽ sắp kết thúc livestream ở đây. Và mình hy vọng rằng là với mỗi một livestream chia sẻ như trong buổi livestream chia sẻ ngày hôm nay, các bạn lan tỏa cái giá trị này, chia sẻ cái livestream này về tường. Và hơn hết, các bạn hãy thấu hiểu livestream này, vận dụng những kiến thức và bí quyết Hải Ninh chia sẻ trong ngày hôm nay, áp dụng vào công việc bán hàng online của mình. Chắc chắn là các bạn sẽ có được kết quả tuyệt vời hơn rất nhiều. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn các bạn sẽ có mức doanh thu phát triển, cũng như là gì ạ, những mục tiêu bứt phá để thành công. Cảm ơn Phạm Nguyên. Các bạn có câu hỏi gì trong livestream này thì các bạn hãy chia sẻ, và mình sẽ kết thúc livestream ở đây sau vài phút nữa thôi. Và rất là cảm ơn những cái lời chia sẻ của Phạm Uyên. Cảm ơn Phạm Uyên đã luôn luôn đồng hành cùng với chị. Đến giờ phút này thì mình rất là vui khi còn gần 60 người vẫn đang xem livestream này. Điều đó hết sức là tuyệt vời, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả mọi người. Mình sẽ kết thúc livestream ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong livestream tiếp theo. Và trong ngày mai thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một bí quyết tiếp theo để các bạn tiếp tục có những hành trang vững bước hơn trong quá trình kinh doanh online của mình. Sẽ đem lại được rất là nhiều những cái điều bổ ích để giúp cho các bạn thay đổi lại cái cách làm việc, thay đổi lại những cái phương thức để mà có được khách hàng, có được đơn hàng, có được doanh thu, có được lợi nhuận. Và với những livestream tiếp theo, Hải Ninh sẽ hy vọng đón nhận được nhiều cái thành quả, nhiều cái tình cảm, cái sự quan tâm của mọi người nhiều hơn nữa. Hãy theo dõi Facebook của Hải Ninh để mỗi một lần livestream các bạn sẽ được nhận cái thông báo và sẽ có cái thời gian để mà xem livestream tốt nhất. Và chúc cho các bạn sẽ có cái kết quả thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong livestream tiếp theo.